nên mình đi ra vườn thấy cái bắp chuối vừa mình trộn gỏi vịt nên mình đốt cháo vịt. Đầu clip Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn. Giờ Hai Sướng với mẹ đi ra đây bình hái bắp chuối vô. Ông đó chỗ hết rồi mà. Đây là bắp chuối sim. Các bạn có thêm một bắp chuối hột bự nữa. Đây bắp đủ rồi. Chuối này đó, rồi đó. Đút trái dài của mình bữa nay trái cũng ra nhiều, cái này nó dài. Nên nó bò lên cái nhánh tre luôn. Bên kia mình có một bắp nữa, nhưng mình có mình thấy mới hái một bắp rồi, với một bắp bắp chuối hột bự nữa. Nhiều hai bắp đó mình ăn đủ rồi. Bắp này mới ra còn nãy hay nãy nữa. Đây mình cắt miếng gừng vô làm nước mắm gừng. Phiêu. Phóng vô trước rồi. Mi năm mươi năm mươi chú vô liền. Anh chung hả mẹ? Nó lộn lộn con ngao lan. Ngao lan nó bò vô cái găm. Nó bò lắc luôn. Nó con ngao găm hết trơn. Miêu 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 miêu. Trời đêm mưa mà nắng rồi. Này mưa cục mây. Mưa mây, mưa mà nắng rồi. Mua con vịt nè, mặt hết sức mặt luôn. Để lại. Thích ăn chân gà nữa, mình mua thêm mấy cái chân gà nữa. Để vô nấu cháo luôn. Hai bắp chuối hồn rồi chắc ăn đủ không? Ý bắp chuối xiêm, bắp chuối hột. Hai bắp chuối hột, bắp chuối xiêm với mình sắc là nhiều lắm á. Bắt nồi nước lên luộc vịt nấu cháo luôn. Để gạo vô ra. Nấu cháo gạo, nấu cháo vịt gạo ra nó mới ngon. Nước qua thằng nấu cháo.
nước nó cũng nhiều lên tim sữa sau rồi, thì mình thả dịch vô mình luộc. Chân gà để vô luộc luôn. Cho muối hạt mềm nữa vô luôn cho nó thấm về dịch. Một tí xíu đường thôi, mình muốn cà phê đường thôi, nấu cháo mình đường nhiều quá nó cũng không có ngon. Chim này cái màu nó đỏ hay không? Bào bào trong gói luôn chắc được á. Bắp này là chưa ra nãy luôn. Nãy trái này mà bỏ ủ lắm. Bào luôn. Chứ hộp là tại vì nó lép không à? Mình ăn bắp luôn. Trước mà mày cũng ăn bào luôn á. Có vị chát. Đây mình trồng cũng bị lép chưa? Họ lúc nào nguyên lép cho một bùi chứ nãy hay nãy hả? Nghe không có luôn. Hên được nãy hay nãy. Nguyên lép thôi. Đúng không em? Mèo. Mèo. Đúng không? Chân gà nó mềm mà mình vớt ra trước rồi. Con vịt này một chút để cho nó mềm mà ai vớt sao. Mềm bung răng hết ăn. Bung. Chân gà cũng mau mềm. Ừ, chân gà này nó mau mềm. Bữa nay nấu cháo mà trời mưa rồi. Mưa cháo. Thắng đúng bài luôn rồi. Ăn cháo ăn lẩu rồi mới nghe trời mưa. Này mưa nhỏ chứ mưa không lớn. Mưa mây. Mưa cái mà nắng, mưa nắng, mưa nắng. Nó mềm rồi mình nhấc lên luôn. Cho gạo vô luôn. Gạo mình nấu xíu thôi nhừ. Gạo này mau nhừ lắm. Mình ra rồi cái mình đổ nước vô mình do. Do để nó về. Biết mình nãy giờ than nhóc luôn để nó nhừ từ luôn. Gạo cũng nhừ rồi, giờ mình cho nấm gươm vô. Cải đỏ vô luôn. Lớp hành để vô cho nó thơm. Này chanh mình dắt ra rồi để đường với nước mắm. Với muối. Vậy nên cho nó tan đường mình để vô gỏi mình trộn.
hao lỗi luôn. Có hai bắp là nhiều không? Hai bắp chuối gì đâu một thao quá trời. Cái thao này hơi nhỏ à. Để nó xèo xèo thì mình hãy để quế với rau găm lên. Rồi mình trộn, bây giờ nó cũng xèo lại dành cho rau găm với quế vô. Quá thơm luôn. Cho thịt nghe dĩa không? Nghe dĩa luôn. Cái mề. Múc cháo ra. Cháo quá nhừ. Nhừ không? Dạ. Nổi kìa, nổi kìa, nổi kìa. Nổi không? Dạ nổi con. Dạ nổi. Bắt tay dạ nổi con. Lấy được cái gì nè. Giỏi, giỏi. Vì nổi con cháu nè. Vì mất hai cháu nè. Vì mất hai cháu vịt nè. Chân gà nữa nè. Chân vịt mà có chân gà. Có chân gà nữa đây. Làm xì cái chữ này trong vô. Anh hai làm tới chiều mới về. À, mà cô chú anh chị bạn ăn cháo vịt với gia đình mình nha. Trời xin mời cả nhà hôm nay mình ăn cháo ké nha. Rồi bà chung mời cô chú anh chị các bạn ăn cháo vịt với gia đình bà chung nha. Mà quý vị ăn mà cháo nha. Cháo của mình. Giỏi giỏi. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cháo của mình nha. Nóng quá. Cầm cái chén nóng. Có gió gió không đỡ. Này có gió mát. Nóng quá. Sắp mưa và nắng. Con cháu này đó ăn cơm không? Nghe nó cháu vịt thì ăn cũng nhiều. Nấu rồi ăn ra không rồi. Người ăn thuốc tiếu cũng mơ rồi, đâu có đói bụng đâu, tại trưa quá rồi ăn rồi uống thuốc. Ăn cơm, chén cơm mà uống thuốc. Vịt này ăn lúa cái da nó vàng. Thích mỡ không? Ừ. Thích mỡ. Vịt nó chợ, vịt ăn nước ăn là cái lớp mỡ dày lắm. Lớp da dày nữa. Chị ba thứ ăn mà nói ba còn lo quá à. Đầu lắm rồi mới ăn được vịt này à. Cái chứa là lúc túi gì không? Thì vịt nó trộn nước ăn mà cũng ăn gì. Chứ xin với lúc chứa hộp hai loại. Chứa hộp cái màu trắng nhắn. Ừ, chứa nó nhỏ hơn. Hộp trắng trời. Hộp chứa nãy anh vịt vô hộp lắm hả? Chứa hộp hả? Dạ không, chứa chưa? Nào hả? Ở dưới trước á, đổi lùng gàng trước. Còn một bắp nữa. Đang chỗ. Bắp chuối phải làm giỏi rồi, nó hành chứ không phải. Giỏi ăn ngon. Cái này chuối nó ốp. Cái này nó gặp gừng rồi nè, nó chặt cái miếng chim hay gì rồi. Chén cầm nó nóng. Bắp chuối, bắp chuối không trộn ở gà nó dịch trộn không á. Cá nó thịt ăn cũng ngon. Rồi chấm mắm gừng. Rồi chấm nước.
Bán đầy đủ nha. Bán chồng ơi. Ừ. Này nó béo cái đã mà. Dạ mở nè. Mà lẩu cán sắp mấy rồi. Làm lại hết trơn rồi. Cán được bao chứ? Cán cao hơn thêm hả? Tới rồi, tới bao tử rồi. Nhớ mình. Mềm mềm đó. Mưa không? Mưa luôn không? Sáng giờ nghỉ hoài đó, lát mưa, lát mưa nắng. Mưa nắng. Nghĩ gì tháng học bài, cuốn bài đó, đi chơi. Tháng học bài tiết, cuốn tiết, thấy hết mũi rồi. Ừ. Tiết nữa. Tiết nào cũng vậy. Ừ, nắng gió nó mát rồi. Bữa nay dở rồi. Ngoài em nó đụng. Nó hầm muốn chết. Ngày qua hầm quá tối. Bắt các bạn trước làm đi phải uống. Mẹ con nó ra trước ngồi vòng vòng cả 7 giờ rồi mấy con ngoài trước. Quá hầm. Có bãi đâu có tốt gió chỗ nào đâu. Trong không có ba cửa sổ mà nó nhỏ. Đằng sau rồi. Không đó. Thì khi đằng sau á lạnh cái cửa. Con chấm á. Nhíu lọn nhiều. Đi ngoài đi. Cái đẹp. Được. Bự rồi chen vô đó. Em được ở trong. Nghe anh. Xin nhà nó đi. Ừ, vậy là lẹ này ơi. Này đưa vô xì rượu một cái nha. Mày thích xì rượu hả? Tới nắp. Thích xì rượu hả? Tiểu là cục may không? Trời, thấy dịu lên dưới đất. Mưa bay không? Cái này thành. Trời, thấy dịu mà điên dưới đất luôn á. Ở nhau quận á. Trời, chống đẩm cho hai. Biết mình mà. Biết như nàng cứ nhìn nhau quận á. Thầy dọn mấy miếng đất sao á. Nước nhấp nhiều không? Không. Nhìn có ruộng không? Điện thấy dùng mít không? Ừ. Nhưng mà có như chấm không? Ừ. Khó không vậy? Thằng thầy chân cháo quá no luôn. Đi theo để thấy cho nó rồi nó chậm ra thì nó để nó tổ chết. Lục đi phải dùng. Đi theo bự vậy đó mà nó cũng muốn chậm.
Hai Sướng xin kết thúc clip cho cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.